Quý vị đang đến với phần 3 của bản tin FBC 24/7. Thực vị hàng chục ngàn người Nhật đã biểu tình trước cổng tòa nhà Quốc hội vào chủ nhật qua để phản đối dự luật quốc phòng mới của thủ tướng Shinzo Abe. Theo dự luật này thì Nhật sẽ được phép đưa quân ra nước ngoài đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Tokyo kể từ cuộc biểu tình phản đối năng lượng hạt nhân hồi hè 2012 sau thảm họa Fukushima. Gần 120.000 người đủ mọi lứa tuổi dương cao các biểu ngữ và đồng loạt hô to khẩu hiệu, nói không với chiến tranh và AB hãy từ chức. Lực lượng cảnh sát không ngăn nổi dòng người đông đảo dồn về cổng chính tòa nhà quốc hội. Một công viên ở gần đó cũng là nơi tập trung của những người biểu tình nếu dùng một cụm từ để miêu tả nước nhật thì đó là quốc gia hòa bình nhưng hiện giờ một việc không tưởng đang diễn ra và đang hủy hoại đi nền hòa bình hiện có nỗi sợ hãi đó đang lan rộng khắp cả nước Hồi tháng 7, Thủ tướng AB thúc đẩy Hạ viện thông qua một nhóm dự luật, trong đó cho phép lực lượng vũ trang của Nhật bảo vệ đồng minh trong trường hợp nước này bị tấn công. Đây là một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật. Các dự luật hiện tại đang chờ Thượng viện phê duyệt và dự kiến sẽ được thông qua trước phiên họp Quốc hội kết thúc vào ngày 27 tháng 9. Theo khảo sát của truyền thông, số người chống đối chính phủ của Thủ tướng AB nhiều hơn số người ủng hộ và hơn phân nửa phản đối dự luật an ninh này nhưng biến động gần đây tại thị trường chứng khoán của trung quốc đang khiến cho các nhà đầu tư cũng như các công ty xuất khẩu vào nước này lo lắng vậy tình hình tại trung quốc đáng lo ra sao mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số tổng hợp từ phóng viên của chúng tôi rất nhiều người đang làm việc tại các công ty có làm ăn với Trung Quốc, trong đó có cả những nhà đầu tư trực tiếp hay những công ty xuất khẩu. Và đây là những đối tượng bị tác động trực tiếp bởi những biến động tại Trung Quốc. Lượng hàng xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chịu sức ép lớn. Đức, nhà xuất khẩu lớn nhất châu Âu, đã xuất sang Trung Quốc trên 80 tỷ đô la Mỹ hàng hóa vào năm ngoái. Và hoạt động đó tạo ra rất nhiều thu nhập và việc làm. Chỉ tính riêng ở Đức đã có 18 triệu người làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Không ai có thể ngờ rằng những công việc này giờ đây đang bị đeo đe dọa khi bóng đen của nền kinh tế Trung Quốc có thể khiến nhu cầu nội địa giảm, tác động xấu đến lượng hàng xuất khẩu từ các nước khác và khiến thất nghiệp gia tăng. Điều này có thể không xảy ra, nhưng mọi người đều đang cảm thấy vết thương của nền kinh tế Trung Quốc đã ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Chứng khoán Trung Quốc trong 10 ngày qua đã giảm mạnh, phục hồi một chút rồi lại tiếp tục giảm. Số tiền bốc hơi đã lên tới 250 tỷ euro kể từ đầu tháng 8 đến nay. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì một số nền kinh tế Đông Nam Á đang tăng trưởng chậm lại. Nổi bật trong danh sách này phải kể đến các nước như Malaysia, Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của năm nền kinh tế chính trong khu vực chỉ đạt 4,2% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với quý 1 năm 2015. Con số này đại diện cho tốc độ tăng trưởng ở các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, mức giảm chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu đi Trung Quốc của Malaysia và Thái Lan bị ảnh hưởng vì Trung Quốc giảm nhu cầu trong nước. Ngân hàng cho biết tình trạng tăng trưởng chậm của các nền kinh tế trên trong hai quý đầu năm nay đã vượt quá dự đoán, khiến ngân hàng có thể xem xét lại dự báo tăng trưởng hàng năm là 4,6%. Hiện GDP của Philippines tăng nhẹ so với quý 1, nhưng hiệu suất không mạnh mẽ như hồi năm ngoái. Trong khi đó, tại Malaysia, xuất khẩu yếu dường như ảnh hưởng đến sức tiêu thụ trong nước. Dầu thô và dầu cọ, vốn là những mặt hàng xuất khẩu chính của Malaysia, đã giảm giá do nhu cầu ở Trung Quốc giảm. Còn đối với Indonesia, nền kinh tế nước này đang chịu áp lực từ đồng tiền yếu đi, tốc độ tăng trưởng trong quý 2 vẫn tiếp tục dưới mức 5%, đánh dấu 2 tháng liên tiếp con số này dưới 5%. Tâm trạng người tiêu dùng chuyển xấu do phải đối mặt với lãi suất hoặc giá cao ở những mặt hàng nhập khẩu, trong khi nhiều công ty trong nước đã quyết định giảm hoặc tạm ngừng sản xuất. Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán thế giới, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên sàn chứng khoán châu Á trong tuần giao dịch vừa qua. Mối lo ngại về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ở khu vực này đã trải qua nhiều tuần rung lắc mạnh trước đó. Khởi động phiên giao dịch đầu tuần chứng khoán châu Á đánh dấu phiên kết thúc tháng thứ 8 không hề sung sẻ với đà giảm mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Mối lo ngại của nhà đầu tư dần tăng lên về khả năng thất bại của những biện pháp giải cứu thị trường từ chính phủ Trung Quốc. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn đang dõi theo việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có hay không sẽ nâng lãi suất trong tháng 9 này. Xu thế giảm của chứng khoán Á tiếp tục diễn ra trong những phiên tiếp theo. Đáng chú ý là chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã mất gần 4% trong phiên ngày thứ ba, ngay sau thông tin về số liệu ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục đã trượt dốc. Bên cạnh đó còn là ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất yếu kém tại thị trường Mỹ, cho thấy khả năng tăng tốc chậm của nền kinh tế toàn cầu đang dần rõ nét. Mặc dù vậy, sắc xanh đã trở lại với sàn chứng khoán châu Á về những phiên cuối tuần, khi mà thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đều đóng cửa nghi lễ. Nhiều chuyên gia phân tích đã đưa ra nhận định những lo ngại tại thị trường châu Á sẽ nhanh chóng kết thúc, mặt bằng giá các cổ phiếu tại các thị trường Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan đang ở mức khá thấp và đây chính là cơ hội để nhà đầu tư có thể mua vào. Chứng khoán châu Âu thì tăng tốc mạnh dần về những phiên giao dịch cuối tuần, khi mà các nhà đầu tư đã dần lấy lại được niềm tin nhờ vào những thông tin tích cực trong khu vực, cũng như quan điểm hỗ trợ thị trường từ ngân hàng trung ương châu Âu ECB. Diễn biến tương tự như thị trường châu Á, chứng khoán châu Âu đã kết thúc một tháng 8 tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua. Xu thế trượt dốc này tiếp tục được duy trì vào phiên giao dịch đầu tháng 9 với thông tin thiếu tích cực từ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng Morgan Stanley đã cắt giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp châu Âu trong bối cảnh giá cả hàng hóa đang trên đà trượt dốc và xu thế tăng trở lại của đồng euro. Tuy nhiên, sắc xanh đã trở lại với sàn chứng khoán châu Âu từ phiên giao dịch ngày thứ tư và tiếp nối luôn những phiên sau đó. Nhiều chuyên gia nhận định những điều tồi tệ nhất đã qua đi, nhà đầu tư đang chờ đợi thêm thông tin từ nền kinh tế Trung Quốc và cùng với đó là những động thái mới từ ngân hàng trung ương các nước trong việc vực dậy thị trường. Theo giới quan sát, thì chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB ông Mario Draghi đang cho thị trường thấy rõ rằng cơ quan này đã sẵn sàng hành động và sẽ duy trì gói nới lỏng định lượng trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư đang được hỗ trợ nhờ thông tin về hoạt động dịch vụ và sản xuất tại Eurozone trong tháng 8 đã đạt mức cao nhất trong 4 năm qua. Còn chứng khoán Phú Quân thì tiếp tục có một tuần rung lắc mạnh, Tuy nhiên cũng như thị trường châu Âu sắc xanh đã trở lại với sàn này về những phiên cuối tuần. Tâm lý nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự hồi phục của thị trường trước những thông tin tốt đến từ cả trong và ngoài nước. <laughs> Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Phú Wall duy trì trạng thái giảm điểm khi mà nhà đầu tư vẫn còn e ngại về tình hình bất ổn tại Trung Quốc và khả năng nâng lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vào tháng 9. Diễn biến này tiếp tục xảy ra trong phiên giao dịch ngày thứ ba khi cả ba chỉ số chính là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều mất gần 3%. Sau thông tin về hoạt động sản xuất yếu kém ở Trung Quốc, Tuy nhiên tình hình đã đảo chiều vào những phiên giao dịch sau đó với sắc xanh trở lại đồng loạt trên các sàn chứng khoán Mỹ nhờ vào những số liệu tích cực từ kinh tế trong nước và đã hồi phục của giá dầu. Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào thị trường trong thời gian tới sau những cam kết mới đây của ngân hàng trung ương châu Âu ECB trong việc triển khai gói nới lỏng định lượng ở những năm tiếp theo. Tiếp nối bản tin thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong nước đáng chú ý khác. Một số mặt hàng nhiên liệu đã điều chỉnh giảm khá mạnh trong tuần qua. trao đổi với đại diện doanh nghiệp xung quanh mức chất lương tối thiểu 2016.